ơi, đã trở lại với channel của anh. Thì theo rất nhiều bạn yêu cầu, mấy bạn cứ hỏi là đồng hồ anh là đồng hồ gì, rồi mấy bạn hỏi là anh còn có cái thứ gì hay ho nữa không. Thì hôm nay anh sẽ review cho bạn chiếc đồng hồ mà anh đang đeo hiện tại, đó chính là chiếc Hublot. Thì bữa nay là số đập hộp. Đúng rồi, đây là số đập hộp. Mà cái hộp này anh đặt lâu lắm rồi, anh đặt trước sinh nhật của anh nữa. Thật ra đây là cái món quà sinh nhật của anh mà mèo tặng cho anh, nhưng mà thật ra là mèo chưa kịp tặng nữa mà anh thấy là anh nhào vô rồi mấy bạn. Tại anh biết đây là quà của anh. Thì bạn thấy không? Cấu xé cái hộp bánh chanh. Cái hộp này á, đáng lẽ là anh inbox trong ngày sinh nhật của anh, nhưng mà ba bị cấu xé trước mèo mua mà mèo để cho anh thấy, nên anh đã xé cái hộp này trước khi mà anh thấy nó rồi mọi người, trước khi sinh nhật của anh. Thì đây là hộp Hublot, đồng hồ Hublot. Và hôm nay thì mèo lại tiếp tục tặng anh một cái đồng hồ khác nữa. Thì đây chính là cái Apple Watch. Cái này để cho đúng đây, Apple Watch mọi người. Thì cái Apple Watch này là Apple Watch Series 5 mọi người nhìn nè. Ok, thì cái này là cái Series 5, cái này là cái mới ra của Apple luôn. Mới ra cách đây tầm hồi tháng 9, tháng 10, tháng 8, 9 gì đó. Cái này nó mới ra. Còn cái hộp này thì em được tặng lâu rồi mà mấy bạn hỏi quá thôi, anh cũng làm clip inbox cho mọi người xem luôn. Thì bây giờ tụi inbox cái nào trước đây ta? Tụi rối quá vậy. Inbox cái kia đi. Cái này đúng không? Ừ. Ok, thì mình inbox cái mà mình đã mở hộp rồi cho mấy bạn xem. Thì không phải là lúc mua về người ta để như vậy đâu. Lúc mới mua về á là người ta để khác mọi người, nhưng mà anh không biết để sao, nhưng mà giờ anh để đại. Thì anh inbox lại cho mọi người xem thôi. Thì đây là cái đồng hồ của anh, trong cái hộp nó sẽ như thế này. Hublot. Hublot nha mọi người. Mở ra và mở miếng này ra. Rồi, mở ra. Teo, nó có cái miếng da này, không biết phải để đây không hay là để ở dưới. Tại vì tôi nhớ để vậy á, tại vì lúc trước mà mình khui ra cũng giống vậy. Ok, thì giờ tôi khui ra nha. Bóp. Thì đây á là đồng hồ của anh. Một cái Hublot titan và được đính kim cương xung quanh mọi người. Wow. Anh nên bóc cho mọi người xem nha. Cái này thì có giá khoảng 8.000 đô mọi người. 8.000 đúng không? Thì khoảng gần 200 triệu đúng không? 200 đúng luôn á. 200 triệu đúng mọi người. Thì mình mua của một cái anh seller. Thì mình sẽ để anh ở đây, cái anh seller ngay đây. Cái anh seller cực kỳ đẹp trai, tốt bụng và cùng quê với anh Red Hood. Anh sẽ để ở đây. Và bây giờ trở lại với cái đồng hồ. Teo, mọi người thấy không? Đồng hồ thật là đẹp mọi người. Được nằm trong một cái hộp. Cái này là nó làm kiểu bằng gỗ hay bằng nhựa vậy anh không biết. Nó có mấy cái vân này mà. Đó, và có kiểu mấy cái con ốc hình chữ H là tượng trưng cho Hublot á. Ok, mình mở ra, đó. Wow. Chúng ta có một cái mặt này bằng da cực kỳ mịn. Da hả? Cực kỳ mịn luôn, tôi biết phải da hay là da simili hay là da thiệt nữa mà mịn cực kỳ luôn mèo. Và một cái khóa này, khóa kiểu kim loại, nhìn rất là đẹp mấy bạn. Và bên trong, đây là đồng hồ Hublot của anh Red Hood. Kim chỉ đúng 12 giờ. Hơi ghê quá má ơi. Ok, thì đây nó để bên đây là ngày này mà thấy không, ngày 7 này thấy không. Đó, cái clip này không biết tôi up khi nào nữa. Đây, đây là cái Hublot của tôi. Tại tôi nhét nó vô vậy thôi ngang, chứ tôi không biết là lúc mới thì nó nhét như thế nào nữa, tôi cũng nhớ nữa. Ok, nó sẽ có cái miếng cái bọc này bằng bằng bông hay cái gì á, nó để nhét vô đây, nhét vô. Thì đây cái đồng hồ Hublot 200 triệu của tôi. Wow. Teo. Nó cũng đơn giản các bạn, đây là cái đồng hồ không xài pin nha. Ở dưới cái mặt này của nó này mèo. Ok, dưới mặt đồng hồ thì nó chạy bằng cơ các bạn. Đồng hồ này nó được chạy bằng cơ. Đó, mọi người thấy không? Mình phải lên dây cót các bạn, đang cho đồng hồ nó chạy. Chứ nếu mà một ngày mà mình không lên dây cót là đồng hồ nó. Tôi nhìn ở trong đó có một cái viên đá gì đó đỏ. Đó là một cái viên hồng ngọc mèo. Để yên, khoan từ từ nha. Thấy nó tím ở trong đó kìa. Đúng rồi, nó rất là đẹp đúng không? Ok, thì nó kiểu rất nhiều viên hồng ngọc ở trong đây. Thì tôi lên mạng tôi đọc á, để sản xuất một cái Hublot này người ta có rất là tốn rất là nhiều thời gian đúng không mèo? Tốn rất nhiều thời gian để làm một cái Hublot như vậy, đặng ra tận tay cho tôi. Yeah. Ok, thật ra cái Hublot này là mèo cho mình lựa mấy bạn. Tại vì mèo sợ á, đồng hồ mà, đồng hồ là chỉ có đàn ông mới thích đồng hồ thôi. Nhưng mà mèo sợ là mèo lựa mấy cái trúng mấy cái mà anh không thích á, nên mèo cho anh lựa luôn. Thì anh lựa của cái seller này nè, đó, seller bên này nè. Đó, thì anh này đã cho anh có cái mẫu này rất đẹp, anh vừa nhìn vô là anh thích liền luôn. Thật ra còn nhiều mẫu đẹp lắm, cái mẫu màu xanh da trời nữa. Nhưng mà trong tương lai đi, anh sẽ kiếm cho mẫu màu xanh da trời. Còn hiện tại thì anh chỉ có mẫu màu đen thôi. Tại cái này là nó rất là đắt mọi người, đâu phải lúc nào mình muốn là mình mua được đâu. Ok, thì cái này anh để qua một bên thôi. Tôi đeo vô đi, cho hợp. Tại vì mấy bạn thấy tôi đeo hoài, hỏi tôi đeo đồng hồ gì vậy. Ok, đồng hồ đeo vô nó sẽ như vậy. Đeo nhanh quá. Cái dây của nó rất là hay, đeo vô một cái là xong liền à. Đó. Nhưng mà nãy tôi chỉnh cái này hơi lỏng mèo. Nó cứ vậy nè. Ok, mình sẽ để đây. Thì đây là cái Hublot của mình. Và đến với cái đồng hồ mới của mình. Để cái đồng hồ cũ của mình qua một bên đi. 200 triệu thôi chứ không có bao nhiêu đúng không mèo? Mình sẽ để nó qua một bên đi. Tiền tôi mà, đúng rồi, tiền của tôi đúng mà. Rồi, nó đâu sót đâu. Tiền của mà tôi mấy mà. Mấy bạn nào mà nghĩ anh đeo đồng hồ phát á, mấy bạn cứ hỏi cái chú seller bên này một lần nữa nha. Mà cái này là thiệt hay phát, hay là mấy bạn cứ đi hỏi kiểu sao ta? Check seller mấy bạn. Mấy bạn nào biết check seller thì cứ đi kiểm tra seller đó giúp mình. Ok, thì mình đồng hồ mình sẽ để ở đây. Ủa sao không đeo đi? Hublot. Tại vì tôi đã chỉnh lộng quá đeo không có được. Để Hublot qua bên này để nghe hơi sót. Ok. Bây giờ mình đến với Apple Watch.
Inbox Hufflepuff 200 triệu và cái này chỉ có 12 triệu thôi. 12 triệu 7. Nhưng mà ở các store thì không biết bán bao nhiêu, hình như 13 triệu, 14 triệu cũng có. Này không mua rẻ. Nhưng mà tại vì mua rẻ mấy bạn, thì nó có mấy cái viết ba cái chữ gì bên hông của cao bản hào viết. Cái này hút cũng được lựa luôn. Cái này thì các mèo cho anh lựa luôn mấy bạn. Chứ anh không có phải là được kiểu bất ngờ đâu. Tại vì anh thích mà cái nào mình lựa mình thích hơn đúng không? Bất ngờ mình đâu biết mình bất thích ngờ là đâu. Có cái mà không thích thì sao đúng không? Đúng rồi. Thì Apple Watch Series 5 inbox ở đây. Tại vì ở đằng trước này nó không có chỗ inbox nè. Nó có cái tem inbox nè. Chứ không phải là mình không cần phải dùng kéo như mấy cái hãng khác hàng không khác là phải dùng kéo để cắt ra. Còn hãng Apple thông minh hơn để một cái miếng giấy ở đây. Có chắc vậy được không? Vậy. Đó, wow, cực kỳ dễ luôn. Perfect. Không khó như mình nghĩ. Ok, mình sẽ tháo cái bọc mũ ra. La la la. Đó, tháo xong cái bọc mũ ra để cái mũ qua bên hông. Xong thì nó sẽ có cái hộp như vậy. Cái cách mở cái hộp này hơi lạ lạ nè. Mèo vô đây mèo ơi. Chúng ta có logo của cái đồng hồ để chữ Series 5 là cái đồng hồ mới nhất cái mèo. Series mới nhất hả? Đúng rồi, series mới nhất thì cái này mở cái sao cái ta? Cái này mẹ không có làm đồ điện tử cho nên mẹ. Ok, mở vậy nè mèo. Mua để cho ông Quốc ông coi. Thấy chưa? Mở ra mình riêng mở cái này xong mình kéo ra. Một cái. Bên này cũng kéo ra một cái. Hả? Ừ, giống khui hộp bánh trung thu quá. À, giống khui hộp bánh quá. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Wow. Wow, bên trong cái này là cái điện thoại iPhone của mình. Thì đây là iPhone 10 các bạn. Bản Max, Max Pro. Sắp rước M11 về okay. Chuẩn bị tiền. XS Max với lộn, chứ bản này chưa có Pro. Thì bản Pro của bản 11 á thì mình đang đặt FPT mấy bạn. Nên bạn khỏi phải hỏi tại sao anh không mua iPhone 11. Ôi xung quanh của nó nè. Ok, cái đồng hồ này là nó có để luôn màu đen này mà. Bản này bản màu đen. Màu đen hả? Ừ, màu đen tại vì tôi á thường thường tôi đổ mồ hôi lắm. Mua màu hồng được không ta? Mèo thích thì mèo mua chứ tôi đâu có biết đâu. Cái này là của tôi mà. Ok, thì cái này màu đen là do tại vì anh hút á rất là ra mồ hôi với lại anh nêu hoạt động nhiều bạn. Cái tay ra mồ hôi á. Hoạt động nhiều lắm, hoạt động cái nhiều. Nó... Đây, đây nhìn thân hình của hoạt động nhiều. Hoạt động nhiều. Ok, thì nếu mà mình mua bảo màu trắng á mình sợ mình ra mồ hôi nó sẽ dơ. Sao mèo mua cái đồng hồ này không? Nghe đồn là có người nói là sau khi có cái đồng hồ này sẽ đi tập thể dục thử coi đồng hồ này có đo được nhiều bước chân đi không, các kiểu đồ. Với là đồng hồ này có hệ thống gọi là gì ta? Tracking á, gọi theo dõi GPS á. Mèo có thể kiểm tra được anh ở đâu. Thật ra chỉ để là như vậy thôi, mẹ mới mua cho anh. Khui đây. Ok, mình sẽ mở cái nắp. Rồi cái này không phải đồng hồ đâu, cái này. Cái này, à cái này là cái đồng hồ này nhưng mà mình từ từ. Có là cọc dây hay gì vậy? Còn này là cọc dây. Ô phải ráp vô hả? Ủa sao không để chung đồng hồ cọc dây ta? À, chắc là đây là cọc dây. Không biết chắc trò mới, trò mới. Ok, đây là đồng hồ. Khoan, khoan, khoan. Tôi nghĩ là mình nên khui cái này trước rồi biết đâu trong này là đồng hồ cọc dây luôn rồi sao? Ok, vậy mình thử coi. Khui đi. Nè, mình để vô đây mình khui cho nó màu sắc. Ok. Ok. Không ai khui đồ mà ngu như tôi đó, cầm lặt lặt gì nó rớt thì sao đúng không? Đúng rồi đó. Ủa, kìa. Đây là cái đồng hồ này đúng không? Phải đâu vậy? Chút xíu vậy? Phải đâu vậy? Cái cục chích ác vậy mà mười mấy triệu hả trời. Ok, tôi nghĩ là nó mèo nó có cái miếng bọc nhung nè. Ủa cái này là bằng da lộn mình nhung. Đúng không vậy? Thì cái đồng hồ này nó được bao cái lớp nhung nè. Bây giờ mình khui ra coi. Đẩy ra mèo. Đẩy. Út. Ờ. Có chút xíu à. Đẩy lên tay coi. Nè, cái gì nè. Ơi, vậy tính ra nó với cái hộp lót cái nào đẹp hơn quá. Vậy nha. Dĩ nhiên là hấp lót rồi đúng không? 200 triệu với 12 triệu thì các bạn chọn cái nào? 200 nếu mà 12 triệu. Các bạn được chọn với cái đồng hồ này. Đồng hồ này nè, kim cương. Cái này là kim cương thiệt luôn nha, full kim cương nha. Và cái đồng hồ này thì các bạn sẽ chọn cái đồng hồ nào? Các bạn comment phía dưới nha. Thôi mèo đừng có chỉ để mà anh comment, các bạn nên chọn cái đồng hồ nào, các bạn comment phía dưới cho anh biết. Và bây giờ thì cái đồng hồ này nó như thế này thì như thế nào ta, mình sẽ cộng chơi như thế nào đây nè. Bên trong mình sẽ để nó vô cái miếng này lại đi, tôi sợ tôi để rất tày nó quá. Tại ở trước sau gì không xài. Nhưng mà tiếc nó khi bạn là fan Apple và bạn rất là tiếc đồ của Apple. Ai fan hả? Ok, cái này không phải cục dây, cái này là gì đây? Sử dụng, nhưng sử dụng. Ok, cách kết nối với lại điện thoại la la la. Nó sẽ cho vô một miếng giấy gì giống kiểu bao menu đồ ăn ghê luôn á. Nhìn kiểu giống menu đồ ăn thiệt lắm nào. Menu đồ ăn hả? Ok, cái nào à, vậy cái kia là đúng là cọng dây của nó luôn á. À, tôi cũng không biết nữa, để từ từ đi. Củ sạc. Củ sạc. Củ sạc ba chân, what the hell, mình ở Việt Nam mà. Đâu, tôi có củ sạc ba chân. Có. Nhưng mà tại mình ở Việt Nam mà xài củ sạc ba chân thì có đúng không? Đúng rồi, ổ điện bình thường đâu ai xài củ sạc này đâu. Hên quá mình có. Đây mà nó kiểu gập lại vậy nè. Nè. Rất là hay. Ok, củ sạc ba chân mình sẽ để ở đây đi. Hồi nó mình xài. Cái gì đây? Dây sạc. Dây sạc. Có củ sạc gì phải có dây. Chứ không phải có tai phone nữa. Ok. Tai phone. Tại vì mình mình mua điện thoại á nó cho tai phone. Mình biết rồi, thấy mấy cậu nó quen quen phải không? Ok, hình như cái này sạc không dây mà ơi. Cái này khui sao ta? Cái này hiện đại quá. Xe đại đi. Chơi. Xe đại đi. Xe hư uổng. Ok. Cái này hình như là mỗi lần mình sạc xài xài xong mình để cái đồng hồ lên đây nè mèo. Ờ, ủa nó có 500 nó hết nè. Nó không có rớt. Nè. Yeah. Bỏ củ sạc qua bên đi. Ok, nó rớt. Đừng có chơi ngu nha. Đừng có chơi giật giật dây. Ok. Cái này là cái cục sạc không dây của nó chứ không phải là cắm sạc vô dây. Máy tính là sạc được luôn á. Cắm vô máy tính không mà cắm vô củ sạc không, cắm bất cứ đâu mình có thể sạc cái điện thoại cái đồng hồ của mình. Rồi, xong. Tại bây giờ lót quá.
làm burger của mình. Cái hot dog này là tôi quý nhất luôn, tôi quý nhất trên đời luôn á. Cái này mới là cái thứ mà phụ kiện mắc nhất của anh Red Hood nha các bạn, chứ không phải Red October đâu. Ủa nó cũng xem xẹp nhau. Red October tôi chỉ mua 170 mấy triệu thôi, còn cái này tôi mua tới 200 mà. Mèo mua cho tôi chứ. Thôi cái này sao ta, cái này nó khó chơi quá vậy. Đồ gabble sao khó xài quá vậy. Cầu kỳ quá. Hợp tài le làm cầu kỳ quá. Ôi, cái miếng gì vậy? Ồ, tôi lại hướng dẫn sử dụng. Thêm một cái miếng hướng dẫn sử dụng dày sọc nữa. Thề luôn. Mua này tôi thấy mua giấy đúng hơn. Đúng luôn. Tóm tắt về gói bảo hành 1 năm. Ok, cái này là tóm tắt gói bảo hành là bảo hành. Mình đừng có xài, mình đừng có đập là người ta có bảo hành nè. Còn mình mà xài mình đập là không bảo hành á. Cái kia đập thôi giờ đem đi. Ok mèo. Đừng nhắc tới cái điện thoại bị bể của tôi. Ok, cái này là nó mở như này mèo ơi. Mở ra như vậy. Sao lại nữa? Đó, nó sẽ hướng dẫn là cách sử dụng cái này đúng tiết kiệm nữa ha. Một cộng là gắn bên này, còn một cộng á, cộng này nè là cộng dây ngắn dành cho cái người có cổ tay nhỏ, còn cộng dây dài này là người cổ tay bự. Cổ tay bự chắc là tôi cũng xài cộng này quá. Cái này mà đeo chung được. Không, cái bản 42mm này của tôi, mèo muốn mua, mèo muốn xài thì mèo xài bản 3 mấy mm thôi. Bản 45 là của tôi. Ủa chứ mắc gì tôi không được xài đó. Không, là của tôi, là mèo mà tặng tôi mà. Ok, mình sẽ gỡ cái miếng này ra. Ủa sao không xài cái dây bự đi ba? Anh nghĩ là mọi người ơi, biết tại sao không? Cái dây này là dây bản nhỏ, thấy không? Thấy cái bản nó nhỏ không? Nè, nhưng rồi mà nó dài, đúng không? Còn cái dây này bản bự mà ngắn thì tôi là con trai tôi phải xài bản bự. Chứ tôi mà xài bản nhỏ này coi. Đúng không? Mình xài bản này. Lần đầu tiên anh xài cái này bạn hơi quê quê bạn ơi, hơi lúa lúa, bạn thông cảm anh nha. Lúa mà ra gạo luôn á. Ừ, lúa ra gạo luôn mà. Cái móc vô vậy nè. Ok, móc vô là được luôn mèo. Ôi mèo, tôi nãy tôi lỡ nhấn vô cái nút rồi, này nó hiện cái táo lên đây rồi. Trời ơi, đó bỏ mười mấy triệu đi mua cái trái táo bị cắn hết miếng của tức không? Mà cái này thiệt không biết gắn sao luôn á. Lần sau phải mua cái trái táo nguyên nha. Ủa gì vậy? Cái này gắn sao mà nó đút vô cái là vô cái ép đây như là đi ATM vậy ta. Để vô dễ xúc là thôi. Thôi gắn vô tạm bỡ, gắn vô cho ra hình đi rồi hồi okay. Lên Google. Gắn vô cho ra hình đi bạn, đang mình review sớm cho mấy bạn. Rồi hồi lên Google mình hỏi sao. Đó. Nhiều khi nó gắn vậy luôn á. Nó đi ngang ai giật cái phạt cái đứt luôn nè. Ai biết được. Ok, thì cái đồng hồ nó gắn xong ra vậy nè, nhưng mà đừng có giật ngang qua hai bên nha bạn, rớt á. Biết sao luôn á thiệt. Ai có cái này rồi chỉ anh xài với bạn. Ok mèo, bây giờ tới phần chỉnh ngôn ngữ nè mèo. Hết việc phát kè. Cái này nó én lịch nè. Có tiếng Việt không ta? Mình dặn dặn cái này nè. Tiếng Việt. Tiếng Việt đâu? Ok. Đó. Ê, như Minecraft nha mèo. Coi màn hình cảm ứng không? Màn hình cảm ứng không? Thử coi. Cảm ứng chứ. Tập á. Tít. Đặt ngôn ngữ thành tiếng Việt trên Apple Watch. Yes. Yep. Ok. Chọn vùng Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Áo. Mình sẽ phải lựa Việt Nam bạn. Mình người nào mình lựa người nước đó đi. Cho nó biết địa hình của mình, nó còn đo người của mình nữa. Ok, cái này cái gì mà cái bảng này dài sọc, dặn cái này muốn liệt luôn á. Nhiều nước, ta đánh là nhiều nước mà. Ok, mình nghĩ là Việt Nam luôn nằm ở dưới chốt bảng, tại nó chữ V nè. Chữ V mà, hay chữ K đó. Việt Nam. Rồi, xong, bắt đầu ghép đôi. Ok, nó hiện đẹp gì vậy? Quá à, như Galaxy gì đó. Nó hiện nguyên cái đống bụi lên mấy bạn ơi. Đẹp. Ok, để nó đang đóng màn nhện đó, bây giờ mình phải bật cái điện thoại mình lên. Ok, điện thoại của mình đây 0:23 các bạn, đang lúc nửa đêm nè. Kêu ngày mai sáng sớm đi làm okay. Sớm review đi, không chịu đâu, nửa đêm nữa hôm bắt phải review cho bằng xong. Bây giờ thì để tôi tìm cái app đồng hồ quay. Bắt đầu ghép đôi, ok, mình đang bắt đầu ghép đôi các bạn. Ok. Một phát hiện lên luôn, Apple Watch. Trời. Ơi, đeo Apple Watch và giữ thiết bị theo hướng vào camera. Ok, mọi người nhìn nè, nó có để nè. À, bây giờ mình phải đeo cái này vô tay trước cái đã. Anh thấy Apple Watch, tao không biết ta đeo giống anh đâu. Mấy bạn nào có xài rồi đừng nói anh ngu nha, không biết cái này. Thì giờ mình cứ làm lại okay. Cho nó ra hình thức đi. Đeo cái này nhìn nó giống đồ chơi cũng nít ghê luôn. Ờ, đúng rồi. So với cái sự sang trọng của hôm đó, từ để tôi đeo hai cái so sánh nè. Tàn nhẫn thiệt chứ, tối ngày. Đây là đồng hồ này và đồng hồ này ơi. Cái này đeo lên tay cực kỳ sang luôn mèo. Tôi thấy là cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Đúng rồi. Còn cái này đeo lên nhìn giống kiểu như siêu nhân gao biến hình ghê. Ok, nhưng mà tôi vẫn thích cái này. Vẫn hào nhón. Đúng rồi, tại vì mấy bạn biết sao, mình xài điện thoại iPhone thì mình phải có Apple Watch chứ, đúng không? Ok, mình tháo cái này ra đi các bạn ơi. Cái này đeo thì chỉ có sang thôi, chứ không có công nghệ, công nghiệp gì đây. Không có theo dõi bước chân hay nhịp tim gì các bạn. Cái này chỉ có ra đường để biết, tôi có hấp lót vậy thôi. Còn cái này, ok, mình để lên đây và mình thực hiện theo cái hướng dẫn của nó. Một cái dành để chăm sóc sức khỏe, và một cái để đeo cho đẹp. Ok, mình sẽ để cái đồng hồ vô giữa cái này nè. Chiêu, siêu nhân xuất hiện. Thấy chưa chị ba. Ủa gì vậy? Wow, thiết là Apple Watch. Ôi, hay vậy ta. Apple Watch này phải đặt tên cho nó là Red Hood Watch mới được. Nó hiện hai cái chung với nhau luôn nè. Còn mèo con cái logo nó hiện lên đây dòng chữ thì tài lai giống Dr. Chen ghê. Ồ, cái này nhìn gì á? Giống như là đồ biến hình của Dr. Chen mèo. Ừ. Cuối cùng tôi cũng đã được vô được cái đồng hồ rồi. Bây giờ nó kêu tôi bật theo dõi lộ trình nè. Là mình phải theo dõi cái đồng hồ này. Ok, thì mình sẽ nhấn chữ bật theo dõi lộ trình. Ok, đừng thông báo địa chỉ của tôi cho fan tôi biết nha.
Siri, ok mình sẽ bắt đầu gọi Siri. Hello Siri. Hi there, how can I help? Nothing, get out. Ok, okay mình giờ nói chuyện với Siri xong các bạn. Ok thì đã cài đặt người dùng chung rồi thì mình sẽ nhắn cho tiếp. Ok, cài đặt mật mã của Apple Watch. Wow, Apple Watch cần mật khẩu rồi, mỗi lần mà muốn coi đồng hồ nhắn mật khẩu chết chết. Khỏi đây. Sẽ là không thêm mật khẩu nha bạn. Không thêm mật khẩu. Bước qua đi. Ok, thiết lập hoạt động. Ok, thiết lập hoạt động nè. Ngày sinh, ok, ngày sinh của tôi là ngày 27 tháng 9. Ok, chiều cao của bạn 1m81. Okay. 83. 83 rồi hả? Ừ, bữa đâu 83 rồi. Tôi lên cao 83 rồi. Thôi 1m8 đi, biết đâu okay. Nó mình giật lại xíu thì biết đâu tóc okay. Của ông á, tại tóc của ông á. Ok, mình sẽ để 1m8 bạn cao. Tóc đúng không rồi. Có tốt đâu. Đúng rồi đó. Cân nặng 72 kg. 80 kg. Không, nó giỡn thôi chứ anh đã giảm cân rồi. Anh giờ hiện tại anh là số ký anh là 77 kg. 77 kg thôi. 80 kg đi. 77 kg thôi, mình không nên làm tròn 80. 3 bữa nữa cũng lên 80 rồi. Không. Mục tiêu di chuyển hàng ngày tôi sẽ giảm tới 370 calo không? Vậy là cái này là thấp rồi nha. Là một ngày tôi là nó sẽ nhắc nhở mình giảm cân hả? Đúng rồi. Chắc không? Chắc là một ngày là tôi phải hoàn thành là 370 calo giảm xuống. Nếu như không giảm nó có chửi vô mặt rồi nữa. Tôi sẽ chọn lên cao đi, một ngày tôi sẽ giảm. Wow, bất phải thôi, nó giảm thôi, một ngày tôi chỉ giảm tầm 700 giờ giờ thôi. 700 hay 300 200 100 đi. Thôi nghỉ giảm luôn đi, dẹp bỏ cái phần đó luôn đi. Từ một ngày tôi quyết định giảm 10 calo. Tại vì tôi ngồi đánh máy tính thôi, tôi đâu hay nào cũng giúp được. Ông ăn 100 calo, ông đi giảm 10 calo. Thì ít ra cũng có giảm đi. Thôi giảm giảm trung bình đi, hồi nãy trung bình nó để là 300 đó còn gì. Trung bình là 700 calo. 700 đi. Ok, mình sẽ ship cho trung bình nha bạn. Thì mấy bạn sẽ chúc anh Rin Hood giảm được 700 calo một ngày. Mùa này để giảm cân hả? Để sớm anh còn tập 70 kg, anh trở lại con người đẹp trai của anh. Chứ để các bạn lên liếc, các bạn nói anh trời ơi, anh Hood anh mập quá rồi. Anh còn bận Valen rồi hả? Mèo nuôi kỹ quá. Mèo nuôi kỹ quá, mèo cho thôi, bỏ đói thì lại bảo người ta ác độc. Ok, 700 calo nha. Mèo thấy không, khi mà mình quay qua chỗ khác thì cái đồng hồ nó sẽ mặc tối thùi lên, mèo thấy không? Nó sẽ chỉ hiện giờ thôi. Ở bảng Series 4 và Series 3 thì nó sẽ thành màn hình đen luôn. Chỉ có Series 5 nó mới vậy thôi. Và khi mình đưa cái mặt mình vô, bum, nó làm sáng màn hình lên mèo. Nó thấy không, là nó sẽ tiết kiệm pin. Mặc dù mấy bản khác là màn hình nó đen thui luôn, nhưng mà tôi không biết tiết kiệm pin kiểu sao, nhưng mà tôi nghe nói bản này là thời lượng pin lâu hơn tôi mới mua. Ok, thì cuối cùng thì mình chỉ muốn nói là cái đồng hồ này nó xuống nước sâu tận 50m nè. Bất ngờ chưa? Đi bơi được luôn. Được, này thì cũng đi bơi được, nhưng mà chả ai muốn đem da cá sấu thượng hạng mà nhúng xuống nước hết. Mặc dù nó là da cá sấu. Nó biết bơi mà. Nhưng mà nhúng xuống nước sẽ hư da. Nên nhưng mà đồng hồ này anh cực kỳ cẩn thận luôn. Đừng bao giờ nước ra mưa hay là nước mình ra mưa mình phải che lại cái phần da hai bên mà. Với mồ hôi nhiều quá cũng cẩn thận. Tại vì nó sẽ làm hư cái phần da này. Anh có cốt lên mạng đang tìm cách để mua lại cọng dây, mà anh tìm mua dây đổi màu á kiểu vậy á, nhưng mà thấy không ai bán dây húp lót hết bạn ơi. Mua hơi buồn buồn. Có ai không mua điện thoại dây cắt cọng dây đó bán đâu? Đâu, chắc tôi nghĩ người ta bán lẻ dây chứ, y như này nè, cho cọng dây lẻ nè. Tại ta cọng dây đó bán ai mua ba. Giờ ba lên, ông lên bán nữa có ai mua. Tôi nghĩ cọng dây này tôi thấy có nhiều hãng thời trang như là Louis Vuitton hay là người ta hãng gì đó, người ta có bán cọng dây của này nè. Bán một cặp dây kiểu dây hàng hiệu á, hiểu không? Thì đó là toàn bộ ngày hôm nay của anh. Mấy bạn thích cái đồng hồ này hay là cái này, công nghệ hay là thời trang, thì bạn comment nha. Nhưng mà nếu là anh thì anh sẽ chọn cái này. Vậy tại sao phải mua cái kia? Nhưng mà cái này nó có công nghệ. Khi mà bạn có tiền mà mình có thể chọn đủ thứ mình thích. Nhưng mà cái này không phải là, hai cái này không phải là tiền của mình. Nên là mình cũng có quyền chọn. Cái nào cũng phải là tiền của mình nếu hết. Nếu bạn gái bạn có tiền thì bạn có thể chọn những thứ đúng bạn rồi. Thích. Nếu bạn gái của bạn là một người có tiền thì bạn có thể chọn những gì mà bạn thích. Còn mình thì không có tiền nên mình không có chọn nhiều các bạn. Ok, thì bye bye mọi người nha. Chọn nhiều hẹn gặp lại mọi người trong những series tiếp theo. Bye bye.